Thì hôm nay em quay video cho các bác lô đất ở Minh Tân này, làm trên trục đường xã Minh Tân, cái lối từ 402 vào đường 361 nhé. Đây lô đất có diện tích là ngang 5, từ đây sang đây là 5m, từ dài thẳng xuống kia là 20m, diện tích là 100m2, rất tiêu chuẩn đẹp luôn. Đấy, đây mới tôn cát lên đây. Ở đây thì nó còn các lô cũng chia như thế này nhá, nhưng mà của dân là không bán ra, các lô bên cạnh hết, cốt từ cái giải kia nó đang dụng lúa, nhưng thực ra là đất của dân rồi đấy, nhưng mà người ta chưa dùng thì là người ta tạm thời cho mượn cái hái thôi, chạy khắp đến cái tít đến dãy nhà kia đấy, tít đến dãy nhà đấy là của dân hết rồi nhá. Đấy thì bên trái lô đất đây. Đấy, phía này thì sẽ là đi về ủy ban xã Minh Tân, trường học và đi ra đường 402, trung cư Minh Tân nó nằm ở phía này. Đấy, cái đường huyết mạch đấy, thời gian tới là 1-2 tháng nữa thôi là sẽ làm lại cái con đường này, làm lại to ra, mở rộng ra. Đấy, làm lại con đường này, kè lại kênh và mở rộng con đường này ra to như cái hơn cái con đường ở trên kia, đoạn đầu trên kia, phong thủy đình chùa miếu mạo gì cả. Đấy, hấp các khu đây. Đấy, vùng quanh đấy, lô đất là rất là độc và hiếm. Đấy, rất phù hợp với ai mua với mục đích là kinh doanh ở mặt đường, đấy, mở nhà xưởng rồi xây dựng nhà cửa an cư lạc nghiệp đây, ngay sát sườn khu dân cư bám mặt đường. Rồi, xin cảm ơn mọi người.